chào các cô gái, hôm nay tôi sẽ giới thiệu các kiểu tóc buộc đẹp và rất đơn giản. Kiểu 1, đuôi ngựa hai bên ngọt ngào và ngầu lòi, bắt đầu chia tóc thành hai phần. Tạm thời buộc phần bên phải lại bằng dây thun, chia một nửa tóc phía trái thành 3 sợi, bắt đầu bện tóc theo kiểu sợi dây đan. Bện cho đến khi tới vị trí phía sau tai, dùng dây thun buộc gọn tóc phía trái lại, phần còn lại cũng làm tương tự. Cuối cùng, chỉ cần thêm những chiếc kẹp tóc dễ thương là xong rồi. Kiểu thứ 2, kiểu bím tóc đôi. Trước tiên, chúng ta sẽ lấy một sợi tóc ở đỉnh đầu phía trái, chia thành hai sợi và thực hiện hai lần chéo qua nhau. Sau đó, thêm một ít tóc từ phía trên vào phía trái. Việc chéo thực tế là lấy tóc và cho chúng chéo qua nhau. Cuối cùng chỉ còn lại một sợi tóc. Chỉ với hai sợi tóc còn lại, hãy tạo thành một bím xoắn. Cập bím xoắn vào trong, tóc lần nữa, ẩn đầu tóc vào bên trong để không còn cảm giác đâm vào da đầu. Sử dụng dây để cố định. Đơn giản và dịu dàng, đúng không? Kiểu thứ 3, phiên bản dễ dàng của bím xoắn, cảm giác thực sự tuyệt vời. Hãy bắt đầu học ngay thôi, trước tiên, lấy một sợi tóc từ đỉnh đầu, chia thành hai sợi và cho chúng chéo qua nhau. Lấy một sợi tóc từ bên cạnh và thêm vào một trong hai sợi. Cùng thực hiện thao tác tương tự với phía bên phải, tiếp tục cho hai sợi tóc chéo qua nhau, lặp lại thao tác này. Lưu ý cách nắm tóc bằng ngón tay. Đừng nhầm lẫn nhé! Sợi tóc cuối cùng. Lấy ra từ giữa hai sợi tóc. Tiếp tục bện thành một bím xoắn. Sử dụng dây thun để cố định. Hoàn thành! Kiểu số 4, hôm nay là ngày hè, bạn có thể cảm nhận được cảm giác nhẹ nhàng của gió mùa cổ điển trong kiểu tóc bán phần. Trước tiên, chúng ta sẽ buộc toàn bộ tóc thành một bím tóc thấp, buộc lại bằng dây thun, lấy một ít tóc từ phía trên đỉnh bím tóc, quấn lên một vòng bằng kẹp tóc. Khi quấn theo chiều kim đồng hồ với kẹp tóc, kéo tóc trên kẹp sang phía trái, nhấc một ít tóc còn lại ở bím tóc. Kéo kẹp ra. Tiếp tục lấy một ít tóc từ phần còn lại của bím tóc, chia thành 3 sợi và bện thành một bím xoắn. Khi đã bện xong, sử dụng dây thun để cố định, một kiểu tóc bán phần cổ điển cực kỳ đơn giản đã hoàn thành. Kiểu số 5, chúng ta sẽ tạo kiểu tóc cho mái tóc thẳng, cũng có thể tạo thành bím tóc thấp dễ dàng. Trước tiên, lấy một sợi tóc ở hai bên tai, buộc lại bằng dây thun. Tạo một lỗ ở giữa, lật tóc từ trên xuống qua lỗ. Quay lỗ theo chiều ngược kim đồng hồ để kéo toàn bộ phần tóc còn lại ra. Chia phần tóc kéo ra thành hai sợi, kết hợp với sợi tóc ban đầu, bện một bím xoắn ngược. Cuối cùng, kẹp tóc vào là xong. Kiểu số 6, chúng ta sẽ tạo kiểu đôi bím tóc dễ thương và đầy năng lượng. Trước tiên, lấy một sợi tóc ở đỉnh đầu phía trái, chia thành hai sợi, cho chúng chéo qua nhau hai lần. Tiếp theo, lấy một ít tóc từ phía trên và cho vào bên trong tóc bên trái, cho hai sợi tóc lại chéo qua nhau. Các bước dưới đây sẽ giống nhau. Mỗi bên, lấy một ít tóc và buộc xuống vị trí cằm, nhấn nhẹ để tạo phồng cho toàn bộ tóc. Phần tóc còn lại chia thành 3 sợi và bện thành một bím xoắn. Gấp bím xoắn vào trong và gấp lần nữa, sau đó sử dụng dây thun để cố định. Cuối cùng, đeo phụ kiện tóc và tạo xong. Kiểu số 7, chúng ta sẽ tạo kiểu tóc bím lối thể thao ngọt ngào dễ dàng và phong cách. Trước tiên, chia tóc thành hai phần từ đỉnh đầu. Tiếp theo, lấy một sợi tóc ở đỉnh đầu phía trái, chia thành 3 sợi, bắt đầu bện một bím xoắn qua lại. Ở lượt bện thứ hai, thêm một chút tóc từ phía bên trái và phải. Thực tế, kiểu tóc này hơi giống với kiểu tóc đơn giản lái dép. Khoảng đến vùng tai là được, không cần lấy thêm tóc, chỉ cần bện tiếp xuống. Cuối cùng, sử dụng dây thun để cố định. Phần tóc còn lại ở bên trái, chia thành 3 sợi, bện thành một bím xoắn. Cuối cùng, cố định bằng dây thun, làm tương tự với bên còn lại, khi thêm kẹp tóc nhỏ, kiểu tóc hoàn thành. Kiểu số 8, chúng ta sẽ tạo kiểu tóc đôi bím tóc ngọt ngào và tràn đầy năng lượng. Trước tiên, lấy một sợi tóc ở đỉnh đầu phía trái, chia thành hai sợi, cho chúng chéo qua nhau hai lần. Tiếp theo, lấy một ít tóc từ phía trên và cho vào bên trong tóc bên trái, cho hai sợi tóc lại chéo qua nhau. Các bước dưới đây sẽ giống nhau. Khi tới vị trí cằm, nâng toàn bộ tóc lên, cố định bằng dây thun, đặt kẹp tóc vào là xong. Kiểu số 9, chúng ta sẽ tạo kiểu tóc bím xoắn gợi cảm đầy phong cách của cô gái. Trước hết, chia toàn bộ tóc thành 3 phần, phần bên phải ít nhất, chia phần giữa thành 3 sợi, bện thành một bím xoắn. Cố định phần đuôi bằng dây thun, chia phần tóc bên trái thành 2, bện chung với phần tóc bên phải lại thành một bím xoắn. Cố định bằng dây thun, cuối cùng, đeo kẹp tóc lên, một kiểu tóc bím xoắn hai bên hoàn thành. Kiểu số 10, những bím xoắn bạn bện có phần sau thường rất lỏng lẻo và không có form. Hãy thử kiểu tóc này, nó rất thích hợp và mang lại một cảm giác thú vị. Trước tiên, chúng ta sẽ lấy một sợi tóc từ cả hai bên, cho chúng vào một chỗ và thắt bằng dây thun, tạo một lỗ ở giữa, cho tóc từ trên xuống xuyên qua lỗ. Phần còn lại của tóc chia thành hai sợi, bện chúng cùng với tóc đã xuyên qua lỗ thành một bím xoắn.
thắt bằng dây thun và làm cho phần bím xoắn trở nên bồng bềnh. Cuối cùng, đặt kẹp tóc lên và kiểu tóc này đã hoàn thành. Kiểu 11, chúng ta sẽ làm kiểu tóc đuôi ngựa dễ thương và dịu dàng. Đầu tiên, chúng ta sẽ lấy một phần tóc từ phía trên bên trái, chia thành 3 sợi, bện một bím xoắn đi lại. Khi bím xoắn đi lại lần thứ 2, thêm một chút tóc từ phía trái và phải và tiếp tục bện, lặp lại thao tác này. Mỗi khi bện đi lại, thêm một sợi tóc vào, bện cho đến khi hết tóc, tạo độ cao cho tóc, thắt bằng dây thun, đặt kẹp tóc lên và kiểu tóc đã hoàn thành. Kiểu 12, chúng ta sẽ làm kiểu tóc đuôi ngựa siêu ngọt ngào chỉ trong 10 giây. Đầu tiên, chúng ta sẽ chia tóc từ phía trên đầu thành hai bên trái và phải. Tóc phía bên trái thắt lại bằng dây thun, tóc phía bên phải cũng thắt lại bằng dây thun. Dây thun ở tóc phía dưới được thả lỏng một chút, tạo một lỗ ở giữa và từ trên xuống xuyên qua lỗ. Phía bên phải cũng làm tương tự. Cuối cùng, đặt kẹp tóc lên và kiểu tóc đã hoàn thành.